Ngày vừa Ngọc Sơn bánh chào quý cô chú bác anh chị gần xa trong mọi miền quê hương tổ quốc nha. Hôm nay em có về lô trang mới nha, gồm hồng phấn, vàng đỏ nha. Em bán giá bình dân cho bác chơi luôn nha. Lô kia đã hết rồi, giờ em phục vụ của bác lô này nữa. Rồi đầu tiên cây số 1 là cây tím sen. Chiều cao của nó là 70. Tán ngang của nó là 70. Cái này đẹp lung linh cho bác chị. Hoành thân là 11. Rồi cây số 1 H em giao lưu của chú bác anh chị là 400.000 đồng. Em bao ship toàn quốc nha. Cây này bông lung linh nha. Rồi cây số 2 đó, cây này đẹp lắm nha các bác chị. Rồi tán ngang của nó là 70. Chiều cao nó là 65. Vị trí hoành thân 13 tính 12 luôn. Rồi cây 2H em giao lưu là 300.000 đồng luôn. 300.000 đồng. Rồi cây 3H luôn. Cao 65 tán ngang 70 luôn. Cây lung linh đẹp luôn. Bán giá hậu nghị bác chị chơi luôn. Vị trí hoành thân là 12 luôn. Rồi cây số 3H em giao lưu là 350.000 đồng luôn. Em bao ship toàn quốc luôn. Ở nhà vườn Ngọc Sơn có đăng nhận LTK bonsai đăng hộ hình ảnh cái xét mép, có gì kết bạn Zalo số điện thoại của em là 0332662771 nha. Cũng là số Zalo của em luôn để em quay trực tiếp và cho các bác chị coi luôn. Rồi cây số 4H cao 65 tán ngang 65 luôn. Cây đẹp không các bác chị. Cánh tay quẹo lửa nha. Rồi vị trí hoành thân là 13 luôn. Rồi cây 4H em giao lưu là 300.000 đồng luôn. Tím sen đã chỉnh sửa rồi luôn. 300.000 đồng rất đẹp khích tàn luôn. Rồi cây 5H cao 55 tán ngang 50 luôn. Hoành thân của nó 13 tính 12 luôn. Rồi cây 5H em giao lưu là cũng 300.000 đồng luôn. 300.000 đồng luôn, bán cho các bác chị chơi luôn. Rồi cây 6H cao 55 tán ngang 70 luôn. Một cốt luôn. Hoành thân là 11 luôn. À, rồi cây 6H em giao lưu là 350.000 đồng luôn. Tán ngang 70 luôn, 350.000 đồng. Rồi cây 7H cao 60 tán ngang 65-70 luôn. Cây này đẹp lung linh luôn. Hoành thân là 13 tính 12 luôn. Rồi cây 7H em giao lưu là 350.000 đồng luôn. 350.000 đồng để phục vụ cho các bác chị chơi luôn. Rồi cái 8H cao 70 tán ngang 60 luôn. Cây đã đẹp lung linh luôn. Vị trí hoành thân là 12 luôn. Rồi cái 8H em giao lưu là 300.000 đồng luôn. 300.000 đồng. Rồi cái 9H đang ra bông rất đẹp luôn. Rồi cao 70 tán ngang 60 luôn. Một cốt rất đẹp luôn, 9H. Rồi hoành thân là 13 luôn. Rồi cây 9H em giao lưu là 300.000 đồng luôn. Em bao ship toàn quốc 300.000 đồng luôn. Rồi cây 10H. Rồi cao nó 75, tán ngang 60 luôn. Vị trí hoành thân là 12 luôn. Rồi cây 10H em giao lưu là 350.000 đồng luôn để phục vụ bác chị Tần Thông luôn. 350.000 đồng. 10H. Rồi cây 11H luôn. Cao cũng 70 luôn, tán ngang 65 luôn. Cây rất đẹp luôn. Rồi vị trí hoành thân là 11 luôn. Rồi cây 11H em giao lưu là 350.000 đồng luôn. Một cốt luôn, rất đẹp luôn. Rồi cây 12H bông cũng lung linh luôn. Chiều cao nó 75 tán ngang 60 luôn. Cây đỉnh cây luôn. Vị trí hoành thân của nó là 12 luôn. Vị trí hoành thân 12. Rồi cây 12H em giao lưu là 300.000 đồng luôn. 300.000 đồng để phục vụ bác chị chơi luôn, Tần Thông luôn, rất đẹp luôn. Qua đây nè. 12 rồi tới. 12 tới 13, sao lấy tới 35, lấy tím sen. Sao cứ lấy đỏ trên đó gì hả? Thằng này lấy lại ừ. Hết tím sen tới cái vàng mới tới đó. Rồi 13H luôn. Hồi nãy hơi lộn các bác chị. Cao 50 tán ngang 60 luôn nha. Rất là đẹp. Vị trí hoành thân là 13 luôn. 13H em giao lưu là 300.000 đồng luôn để phục vụ cho bác chơi luôn, 300.000 đồng.
Rồi 14H luôn. Tán ngang là 75. Chiều cao là 60. Hoành thân của nó là 13 tính 12 luôn. Rồi cây 14H em vô luôn là 350.000 đồng luôn. 350.000 đồng. Rồi cây 15H luôn. Cao cũng 75 luôn, tán ngang 60 luôn. Hoành thân của nó là 11 luôn. Hoành thân là 11. Rồi cây 15H em giao luôn là 300.000 đồng luôn. Cây này có gì ngoài khi em ship nó hơi chậm vài ngày, có bác anh chị cứ tưới rồi để cho nó rụng lá, nó ra lá non lại trong mắt giùm em ha. Cây có chết hao ho gì thì cứ điện cho em. Nhận cây rồi cứ trồng chừng tháng đi, có gì điện cho em. Rồi cây 16H cao 55, tán ngang 55. Vị trí hoành thân là 11 tính 10 luôn đi. Cây này hơi nhỏ. Cây 16H em giao luôn là 300.000 đồng luôn. 300.000 đồng. Cô bác anh chị nào ở xa mà giao 5-6 ngày mà chưa tới thì quá chị nhớ báo cho em nha, đặng em coi cái đơn là em điện chổng liền nha. Để khi giao tới đêm tới kho là không chịu đi giao cho người ta. Cây 17H cao 60, tháng ngang 60. Vị trí hoành thân là 12. Rồi 17H em giao luôn là 350.000 đồng luôn. Bảo ship cho bác chị chơi luôn. Rồi 18H cao 75 luôn, tán ngang 55 luôn, bông rất đẹp luôn. Mà bán giá phục vụ bác chơi chơi luôn. Vị trí hoành thân là 11 luôn. Rồi 18H em vô luôn là 350.000 đồng luôn. Cây tàn thông luôn. 350.000 đồng. Rồi 19H luôn, cao 50 tán ngang 50 luôn. Vị trí hoành thân là 13 tính 12 luôn. Rồi 19H em vô luôn là 300.000 đồng luôn. 300.000 đồng 19H. Rồi 20H cao 60 tấn ngang 60. Rất đẹp. Vị trí hoành thân là 12 luôn. Rồi cây 20H em vô luôn là 300.000 đồng luôn. 300.000 đồng. Rồi 21H cao 60 tấn ngang cũng 60 luôn. Cũng một cốt các bác chị, tại nó chia ra mình đó cho ngang. Hoành thân là 15 tính 14 thì nó dướng cái nặng đây hơi hơi. 21H em vô luôn là 300.000 đồng luôn, cho bác chị chơi luôn. 300.000 đồng. Rồi 22H luôn. Cao 60 tấn ngang 60 luôn, rất là đẹp luôn nha. 22H. Vị trí hoành thân là 12 luôn. Thí bình thân là 12. 22H em giao lưu là 300.000 đồng luôn. Để phục vụ cho bác chị chơi luôn trong năm nay luôn. Năm mới cũng chúc của bác chị làm ăn phát tài phát lộc luôn. Rồi 23H cao 55 tán ngang 60. Cái này phải nói là đẹp. Đã luôn. Mới đem về quay bác chị cho bác. Rồi vị trí bình thân là 12 luôn. Rồi 23H em giao lưu là 300.000 đồng luôn. Cho bác chị chơi luôn. Tím sen luôn. 24H cao 65 tấn ngang 55 luôn. Vị trí hoành thân của nó là 13 luôn. Rồi 24H em giao luôn là 300.000 đồng luôn. Bữa nay bán giá bình dân hay chị chơi đã luôn. Em bao ship luôn. 25H cao 55 tấn ngang 60 luôn. Hoành thân là 12 luôn. 25H em vô luôn là 350.000 đồng luôn. Cái bầu bự lắm các bác chị yên tâm nha. Về cái sở này ra là đưa cánh dừa với đất vô trồng cho em nha. Cây rất khỏe. 26H cao 50 tấn ngang 60. Vị trí bình thân là 11. 26H em vô luôn là 300.000 đồng. Cây này đã chỉnh sửa nhiều nước các bác chị yên tâm nha. Cây đẹp đàng hoàng, có bông cái là khỏi, bác khỏi sửa lại. 27H cao 50 tấn ngang 50 luôn. Vị trí hoành thân là 12 luôn. Rồi 27H em vô luôn cũng là 300.000 đồng luôn. Cây này chỉ cần ra bông ra hoa là có bác chị chơi bình thường. Khỏi còn chỉnh nữa, rất đẹp. Nhà vườn đã có chỉnh sửa rồi hết rồi. Rồi 28H cao 50 tấn ngang 60 luôn. Vị trí hoành thân là 13 luôn. Rồi 29H em vô luôn là 300.000 đồng luôn. Để phục vụ cho bác chị chơi luôn.
Rồi đem về các bạn cái đen cái cho nó vàng lên chút. Rồi 29H. Cao 50 tấn ngang 55 luôn. 29H. Vị trí bình thân là 12 luôn. Rồi 29H em giao lưu là cũng 300.000 đồng luôn cho bác chị chơi luôn. Ba chục hắc luôn. Con 55 tán ăn 65 luôn. Cây này phải nói là đẹp luôn. Khích tạng hết trơn rồi bác chị yên tâm chơi nha. Vị trí bình thân của nó là 15 ở dưới nặng này tính 13 đi. Rồi 230H em giao lưu là 300.000 đồng luôn. Cho bác chị chơi luôn 300.000 đồng. 31H cao 60 tán ăn 60 luôn. Cây này cốt hơi bự luôn. Đã luôn. Vị trí bình thân là 13 luôn. Rồi 31H em giao lưu là 300.000 đồng luôn. 300.000 đồng. 32H cao 50 tấn ngang 55 luôn. Vị trí bình thân là 13 luôn. 32H em giao lưu cũng là 300.000 đồng luôn. 300.000 đồng. 32H. 33H cao 50 tấn ngang 55 luôn. Vị trí bình thân cây này là 11 luôn. 33H em giao lưu là 300.000 đồng luôn. 300.000 đồng cho bác chị chơi luôn. 34H là cũng là hết tím sen luôn. 34 cây. Chiều cao là 90. Tán ngang 55. Vị trí bình thân cây này là 11 luôn. Cũng là hết tím sen luôn. 34H em giao lưu là 300.000 đồng luôn. 300.000 đồng. Cái gì mà nó gấp chữ vậy ta. Sao em lên vàng có mấy cái vàng có mấy chị chơi nha. Vàng với đỏ. Bữa nay em lên có 3 màu thôi. Rồi 35H màu vàng rực rỡ bông đã ra qua cây này đã tỉnh. Cây này im hết trơn nha. Chiều cao của nó là 80. Tán ngang là 80. Rất đẹp. Bán giá bình dân mà chị chơi luôn. Cây đang ra bông sung luôn. Rồi vị trí bình thân cây này là 12. 35H em giao lưu là 350.000 đồng luôn. Để phục vụ cho các bác chị chơi luôn. Trong thời gian qua em cũng cảm ơn các bác chị đã ủng hộ nhà vườn Ngọc Sơn luôn. 36H cao 65 tán ngang 60 cũng là vàng luôn, đang lung linh luôn. Vị trí bình thân cây này là 10. 36H em giao lưu là 300.000 đồng luôn. 300.000 đồng. Cây đã tỉnh, cây ra bông đẹp lên, các bác chị cứ vô chậu là ok liền. Cây này là hết sợ nữa rồi. 37H cao 70 tán ngang 65 cũng là màu vàng luôn. Vị trí bình thân cây này là 11. 37H em giao lưu cũng là 300.000 đồng luôn để phục vụ các bác chị chơi màu vàng luôn. Một cốt luôn. 38H cao 90 tán ngang 80. Vị trí bình thân cây này là 11 luôn. 39H em giao lưu là cũng 300.000 đồng luôn. Cái vàng lớn cây cho bác chị chơi luôn. 300.000 đồng một cốt luôn. 39H cao của nó là 90, tán ngang của nó là 80. Cây đã giam gai me hết luôn. Vị trí bình thân cây này là 14 tính 13 đi. 39H này em cũng giao lưu là 300.000 đồng luôn. 300.000 đồng. 40H cao của nó là 75, tán ngang là 70. Rồi vị trí bình thân cây này là 11. 40H em giao lưu là 300.000 đồng luôn để phục vụ cho bác chị chơi màu vàng luôn. 41H cao 65 tán ngang 70. Vị trí bình thân cây này là 11 luôn. 41H em giao lưu là cũng 300.000 đồng luôn. Bán giá bình dân hữu nghị cho bác chị chơi luôn. 42H cao 65 tán ngang 60 luôn. Màu vàng luôn. Vị trí bình thân cây này là cũng 11 tính 10 đi. Rồi 42H em cũng giao lưu là 300.000 đồng luôn để phục vụ cho bác chị chơi luôn. Là hết vàng luôn. Sau đây em lên đỏ. Mười mấy cây đỏ nghe bác chị. Đó, 43H cao của nó là 90, tán ngang là 65. Đỏ nguyệt. Bác chị có chỉnh thằng thông lại thì chỉnh. Vị trí bình thân cây này là 12. 43H em giao lưu là 300.000 đồng luôn để phục vụ cho bác chị chơi luôn. 300.000 đồng. 44H
cao 1m, tán ngang 60, thoát thân 20, hoành thân của nó 11, 44H. Em giao lưu là cũng 300.000 đồng luôn, em bao ship toàn quốc luôn, 300.000 đồng. 45H cao 50, tán ngang 50. Cái này cốt bự, cái này về cách qua hàng bonsai cũng đẹp lắm các chị. Vị trí hoành thân cây này là 12, 45H em giao lưu cũng là 300.000 đồng luôn, đỏ luôn, 300.000 đồng. Rồi. 46H cao 65, tán ngang 70, cũng là đỏ luôn. Vị trí hoành thân cây này là 11 luôn. Rồi 46H em giao lưu là 300.000 đồng luôn, 300.000 đồng để phục vụ cho các chị chơi luôn, bảo ship luôn. 47H cao 50, tán ngang 50 luôn. Vị trí bình thân cây này 11 luôn. Rồi 47H em cũng giao lưu là 300.000 đồng luôn, đỏ luôn, 300.000 đồng. 48H cao 1m1, tán ngang 80. Cây này em bán giá hữu nghị cho các chị chơi luôn nha, bầu rất là lớn. Vị trí bình thân cây này là 14. 48H em giao lưu là 350.000 đồng luôn, để phục vụ cho các chị chơi luôn, màu đỏ luôn, 350.000 đồng. 49H cao 55, tán ngang 55 luôn. Kích thước cỡ và chiều cao em nhắm khoảng trường hao nha. Vị trí bình thân 13 tính 12 luôn. 49H em giao lưu là 300.000 đồng luôn, 300.000 đồng. 50H cao 55, tán ngang 55 luôn. 50H, vị trí bình thân cây này là 11 luôn, em rõ trên không đó. 50H em giao lưu là 350.000 đồng luôn, cây này khích tàn luôn. 51H cao 50, tán ngang 55. Cây này nếu cắt một sai gì cắt đẹp đúng không anh chị? Vị trí bình thân cây này 15, này ở dưới đây củ đế bự lắm nha. 51H em giao lưu là 300.000 đồng luôn, để phục vụ cho bà chị chơi luôn, màu đỏ luôn. Cái này nó chạy nó hơi nghiêng nha, chứ gì đứng gì ở đều nha các bác anh chị. Rồi. 52H luôn, cao 70, tán ngang 65, cũng là đỏ luôn. Vị trí hoành thân cây này là 11 luôn, vị trí hoành thân là 11. 52H em vô luôn là 300.000 đồng luôn, để phục vụ cho bác chị chơi luôn, 300.000 đồng. 53H luôn, cao 55, tán ngang 60 luôn. Vị trí hoành thân là cũng 11 luôn. 53H em giao lưu là 350.000 đồng luôn, 350.000 đồng, quá rẻ cho các chị chơi luôn. 54H cũng là hết luôn nha các anh chị. Em lên kênh là 54 cây nha, chiều cao 50, tán ngang 50, cũng là hết clip ngày hôm nay luôn. Vị trí hoành thân cây này là 12 luôn. Rồi 54H em giao lưu là 300.000 đồng luôn, để phục vụ các chị chơi luôn, cũng hết clip ngày hôm nay luôn. Rồi nhà vườn Ngọc Sơn mến chào và hẹn gặp lại cô chú bác anh chị vào những clip tiếp theo.